Kênh review bất động sản HD xin chào các bạn. Hôm nay, chúng tôi lại review nhanh tiến độ thi công cầu vượt Ngô Quyền Hải Dương. Cầu vượt Ngô Quyền Hải Dương được xây dựng tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàng, đường Ngô Quyền và quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn thành phố Hải Dương. Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt Ngô Quyền Hải Dương tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàng, đường Ngô Quyền với đường quốc lộ 5 đoạn qua thành phố Hải Dương để giải quyết ách tắc giao thông tại vị trí nút giao thông quan trọng này. Thiết kế cầu vượt Ngô Quyền như sau: bề rộng 25m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, giải phân cách và lề hai bên cầu để trồng hoa. Chiều dài phần cầu 174m, được chia làm 5 nhịp cầu, đường hai đầu cầu mỗi bên dài 170m. Video được chúng tôi ghi vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, công trường vẫn nhộn nhịp để hoàn thành các hạng mục còn lại. Hiện tại 5 nhịp cầu vượt đã được thi công xong phần bê tông, hiện tại đang thi công đường dẫn tại đầu cầu hướng về phía Hải Phòng. Trong thời gian thi công cầu vượt Ngô Quyền cũng có đôi chút ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện giao thông đi qua nút giao thông này. Đáp ứng sự mong đợi của người dân tỉnh Hải Dương và cánh lái xe trên đường quốc lộ 5, hy vọng nhà thầu là công ty Lycoji 18 sớm hoàn thành cầu vượt và thông xe. Khi cây cầu thi công xong sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông khi lưu lượng phương tiện lưu thông qua nút giao ngày càng tăng. Dự án khi hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố Hải Dương, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, tạo cảnh quan kiến trúc đô thị và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt góp phần mở rộng đô thị hóa thành phố Hải Dương về khu vực phía Bắc. Hãy chia sẻ video có sức lan tỏa trong cộng đồng để nhiều người biết đến video này hơn. Hãy comment cảm nhận của các bạn ở phía dưới video, hãy like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các dự án bất động sản các bạn nhé.